xin chào các bạn nha à, chào mừng các bạn đến với kênh nghĩa miền tây lại là mình đây thì ở cái video này mình sẽ nói về cái sự tích ông táo về trời à, trong phong tục của việt nam ha các bạn vào ngày 23 tháng chạp hàng năm thì à, gia đình người việt bắt đầu làm lễ cúng ông táo ha đây là cái phong tục rất là thú vị của người việt ẩn chứa sự tích ly kỳ và nhiều điều hấp dẫn về vị thần này thì à, có một số bạn sẽ chưa biết ha táo quân trong tín ngưỡng dân gian Việt có nguồn gốc từ ba vị thần đó là thổ công, thổ địa và thổ kỳ của Trung Hoa nhưng mà được dân gian Việt Nam lưu truyền thành sự tích hai ông một bà thần đất, thần nhà và thần bếp đó các bạn và người dân vẫn quen gọi chung đó là táo quân hoặc là ông táo theo phong tục của người Việt mình theo dân gian kể lại rằng thì ngày xưa có đôi vợ chồng nọ người vợ tên là thị nhi còn người chồng tên là trọng cao hai người thương nhau rất là thấm thiết và sống gắn bó với nhau thế nhưng một hôm nọ vì nóng giận trọng cao làm thị nhi út ức mà bỏ đi ha thế là thị nhi lang thang đến một cái ngôi làng nọ và gặp phạm lan thì hai người này mới kết duyên làm vợ chồng nghĩa là thị nhi lấy người chồng thứ hai là phạm lan à, trọng cao vì quá thương vợ nên là cũng bỏ nhà đi tìm nhưng mà tìm làng này qua làng nọ không gặp thị nhi ở đâu hết đi một thời gian thì anh đã hết tiền và trở thành một người ăn xin và anh xin từ làng này đến làng nọ thứ nhất là để qua ngày thứ hai là để tìm gặp vợ của mình à, đến ngày 23 tháng chạp của một năm đó thì à, trọng cao vô vô tình gặp thị nhi đang đốt giấy tiền vàng bạc ở trước nhà đó thì à, khi mà nhận ra như vậy á thì à, à, thị nhi mới mang gạo ra và giúp đỡ cho trọng cao phạm lan biết được điều này nên là nghi ngờ thị nhi à, ghen à, nghĩa là à, nghi ngờ tình cũ không rủ cũng đến đó các bạn đó thì à, thị nhi à, Hay xấu hổ nên là nhảy vào bếp lửa tự giận ha rồi à, trọng cao thấy vậy nên là cũng nhảy vào bếp lửa luôn tại vì à, thương vợ cũ của mình quá ừ, rồi à, phạm lan vì thương vợ nên là cũng nhảy vào chết ba người cùng chết trong một bếp lửa luôn ngọc hoàng ở à, trên trời nhìn xuống thì thấy mối tình của ba người này à, rất là thấm thiết nên là à, người mới à, cho ba người thành táo quân để giúp ngọc hoàng à, trông coi cái việc bếp nút đất đai chợ búa của à, nhân gian ha à, và lên trời bẩm báo vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm và ý nghĩa của cái việc cúng ông táo á, à, là bởi vì ông táo là cái vị thần theo xóa sát cuộc sống của à, người dân à, và là tay chân của ngọc hoàng đến với muôn nhà ha thì à, mình à, hàng năm tá quân ghi lại những cái công tội tốt xấu của mọi người để về báo với ngọc hoàng do đó thì mọi người phải sống tốt nè làm chuyện tốt để Táo về báo với Ngọc Hoàng Để Ngọc Hoàng không có trách tội ha Vì vậy để được Táo Quân phù trợ Thì ngày 23 tháng Chạp hàng năm Thì người ta thường mua bộ giấy Hai mũ ông và một mũ bà Để làm lễ tiễn đưa Ông Táo về chầu trời Với mong muốn đó là Ông Táo sẽ tâu với Ngọc Hoàng Những điều hay, những ý đẹp Để cầu may mắn Và giảm bớt những điều không hay Trong năm cũ các bạn À, mình vừa tóm tắt cho các bạn à, biết về cái à, à, sự tích của ông Táo về trời rồi ha Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình đến thời điểm này Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây Thì cho mình xin một lượt đăng ký và một like nha Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại